video tiếp theo của mình. Là hôm nay bọn mình sẽ làm một thử thách, đó chính là uống rượu xem cơ của ai là mình hơn. Thử thách này là sẽ có quà. Bây giờ mình sẽ cầm chai đi uống rượu. Ok, đi theo mình. Bạn kêu cháu ơi. Trong lúc chờ đợi mua rượu. Ui. Nó chạy gì mà dữ thế? Là bây giờ bọn mình sẽ bắt đầu cuộc chơi là rót rượu ra vậy. Bắt đầu mình sẽ bắt đầu cuộc chơi là mỗi người uống một ly. Ly đầu tiên là 10.000, nếu mà cứ nhân đôi là ly 20, 40, 80, 56 đấy là tiền. Còn đây là rượu, rượu thật nhỉ mày bán. Đây bây giờ mình sẽ rót ra này. Mà rượu cho mày cũng phải rượu mông hôi chai là hôi sáng mà muốn không bo. Đây quay rượu này. Bắt đầu bôi xuống một thằng, quy xuống đều uống một thằng một ly này. Một thằng uống. Đấy, 1, 2, 3 uống hết, thằng uống hết này. Bắt đầu này. Vô vô vô. Vô. Thằng uống hết là nữa. 1, 2, 3, vô. Vô. Bây giờ bọn mình sẽ uống rượu lên hai. Rượu đầu tiên bọn mình tưởng là dễ uống lắm, hai người khó uống như đi. Là sẽ tăng tiền gấp đôi lên. Là người sẽ được 20 nếu uống ly rượu thành công. Đấy, bắt đầu. Thôi chưa rót nửa ly thôi, nó rót đây. Rượu chứ phải ngọt vô cá. Rồi bắt đầu uống này, ai uống trước thì lấy tiền trước. Vậy nào đi, thả vào vô. Vô, 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 vô. Ok. Thôi, mình nghe lời ba mẹ là không nên uống rượu khi cái đủ 18 tuổi. Thôi mình không chơi nữa và rút tiền lại. Bây giờ mình xin kết thúc tại đây. Nếu có ý tưởng gì thì nhớ comment ở phần bên dưới. Bye bye, tạm biệt mọi người.